Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 85 của chương trình Học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 85 này là Xèo thỉ ta chua. Xèo thỉ, thỉ ở đây là quân thị Xèo thỉ là vấn đề nhỏ. Ta chua là mình xem như là một cái vấn đề lớn. Hoặc mình làm hoặc là mình đối xử với nó như là một cái chuyện lớn vậy. Cho nên thì tạm dịch ra là chuyện nhỏ mà làm ra to. Chuyện nhỏ làm lá to. Rồi đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước, sau đó rồi mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Tiểu thí thí 你知道它的意思吗?先来听听这个故事. 小王做事很喜欢小题大做。有一次，他的手不小心被刀割破了，他吵着要去医院。他的同事和他到了医院后，医生看着他的手，很认真的说：“还好你们来得早。” 再晚一点，你的手就好了。现在你知道“小题大做”的意思了吗？“小题大做”是指把小事当作大事来办，有不值得这样做的意思。 先来听听这个故事。小题大做，小题大做是一个成语，你知道它的意思吗？先来听听这个故事。小王做事很喜欢小题大做，有一次他的手不小心被刀割破了，他吵着要去医院。他的同事和他到了医院后。 医生看着他的手，很认真地说：“还好你们来得早，再晚一点，你的手就好了。现在你知道‘小题大做’的意思了吗？‘小题大做’是指把小事当作大事来办，有不值得这样做的意思。” Vừa rồi các anh chị và các bạn nghe và hiểu được nhiều không ạ? À? Sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết nha. Xèo thị ta chua. Như mình đã giải thích rồi, tức là cái vấn đề nhỏ mà mình cứ luôn luôn xem nó như là một cái vấn đề gì rất là lớn lao. Thì đó là một cái thành ngữ. Rồi, xèo thị ta chua sư cơ chẳng gì. Tiểu đề đại tố, tức là chuyện nhỏ mà xem như là chuyện lớn á. Là một thành ngữ sư dĩ cơ chẳng gì. 你知道他的意思吗?你知道他的意思吗? Bạn có biết ý nghĩa của nó không? Ý nghĩa si đây là ý nghĩa. Thá đầy si là ý nghĩa của nó. Bạn biết ý nghĩa của nó không? Xen听听这个故事. Xen thiên thiên lại thiên thiên Trước hết là, chỉ lại ra là lại hãy nè, hãy nghe là cái câu chuyện này. Xèo quảng cho sư tiểu vương làm việc hẳn xì hoan xèo thị ta cho rất là thích xem những cái chuyện nhỏ như là những cái chuyện to tác lớn lao xèo quảng cho sơ hẳn xì hoan xèo thị ta cho dù ý xưa là có một lần hoặc là một lần nọ thá tơ sầu, thá tơ sầu là cái tay của anh ấy bố xèo xin bây tao cơ là Pu xèo xín là không cẩn thận. Rồi cái tay của anh ấy là nha. Pu xèo xín là không cẩn thận. Pê là bị. Pê to là bị dao. Cưa Pô là, là bị dao cắt đứt. Tức là làm đứt tay á. Rồi từ cưa đây là cắt. Còn từ Pô, cái nghĩa gốc của nó là bể, là vỡ. Ví dụ mình làm bể cái gì đó thì mình nói Ồ, quả nung Pô là. Nê cơ Pê sự quả nung Pô là. Rồi cái ly đó tôi làm bể rồi. nung Pô là. Rồi như vậy có một lần nọ cái tay của anh ấy không cẩn thận do không cẩn thận nên là tay bị tay to là bị dao cưa phố là là bị dao cắt đứt tức là làm đứt tay. Tha chào chứ chào là gào lên là kêu là kêu lớn hoặc là gào. Tha chào chứ do suy di Tha chào ra, giao yuän, anh ấy cứ gào lên đòi đi bệnh viện. Giao suy di

xem cái tay của anh ấy Nhưng mà có từ trớ đây có nghĩa là đang xem Ta hiểu nó vậy, tức là vừa xem Hành rên trên tờ so và Nói rất nghiêm túc Di sân khanh trời thá tờ sổ Hành rên trên tờ sổ Bác sĩ vừa xem cái tay của anh ấy Mà vừa nói rất là nghiêm túc à, Rên trên cái chỗ này mình có thể dịch là nghiêm túc Hải họ Ni mến lãi tơ sổ Hải họ ngay chỗ đây chúng ta dịch là Cũng may cũng may, nìm anh lại tơ sợ à, các anh đến, à, đến sớm. Cũng may là các anh đến sớm, chai hoàng ý tiền, hoàng ý tiền là trễ một chút, chai hoàng ý tiền là nếu trễ hơn một chút nữa, nì tơ sò chứ lên cái tay của anh nó sẽ lành lại rồi. Đây là một cái cách nói châm biếm của người bác sĩ á nếu mà trễ một chút nữa là cái thai của anh ấy, nó sẽ lành lại hầu có đây có nghĩa là cái vết thương nó lành ở trong cái bối cảnh cụ thể mà dịch như vậy bây giờ bạn có biết ý nghĩa của cái thành ngữ xèo thị ta cho là bạn có biết cái ý nghĩa của cái câu thành ngữ à, tiểu đề đại tố này chưa chuyện nhỏ hóa to này chưa Xèo thị ta chô, sư trự, xèo thị ta chuyện nhỏ làm to ra hoặc là làm nên to, sư trự là chỉ, bả xèo sư, mang một cái chuyện nhỏ ra, tăng chô là xem như ta xưa là xem như một cái chuyện lớn, lại ban để mà làm, như vậy là xèo thị ta chô là chỉ, mình mang một cái việc nhỏ nào đó ra mình xem nó như một cái việc lớn để làm mình xem một cái việc nhỏ như là một cái việc lớn à chữ ban đây là làm thôi dầu pu trữ tửa, trữ tửa là đáng dầu pu trữ tử trơ chua tờ y xưa như vậy là dầu y xưa đó từ dầu chúng ta hiểu là cái uh, trung tâm của nó là di xưa dù di xưa là có cái ý nghĩa ý nghĩa gì pu trữ tử cho ăn cho không đáng phải làm như vậy trữ tử là đáng ha pu trữ tử là không đáng pu trữ tử cho ăn cho không đáng để làm như vậy như vậy nếu mình dịch nguyên cái phần này sẽ là tiểu đề đại tố là dùng để chỉ những cái việc nhỏ mà mình làm mình đối xử với nó như là một

有一次，他的手不小心被刀割破了，他吵着要去医院。他的同事和他到了医院后，医生看着他的手，很认真的说：“还好你们来得早，再晚一点，你的手就好了。”现在你知道小题大做的意思了吗？ và đến đây mình xin kết thúc phần tám mươi này chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả mọi người hãy nhớ nghe đi nghe lại nhiều lần để chúng ta quen và nếu thuộc luôn càng tốt sau đó chúng ta tập kể lại nếu kể lại được trôi chảy thì mới xem như là thành công và cũng chúc mọi người cùng với gia đình nhiều sức khỏe an lành vượt qua mùa dịch bệnh này nhé à, xin chào